con có thể là con tới đây con học mọi nơi mọi lúc đúng không cô? Được không, đúng không cô? Dạ rồi, nếu mà cả nhà hãy ủng hộ cho Vương cái video này, nếu mà Vương tuyên bố là Vương xin chào cả nhà đã đến tới video của Vương. Ngày hôm nay Vương đang đứng ở khu vực là Phú Quý, đường 2 chiều. Hôm nay Vương lại đến cái quán ốc của bà cô hai vợ chồng già hồi và hồi đó Vương làm ăn miếng gỏi cả nhà. Đây là cái quán ốc và sau lưng và trước mặt của Caramel. Ở lòng sau lưng của Caramel, trước mặt của Vương là chị Linh Kha và Quỳnh Kha và em Tuấn đó. Và đây là dạ em chào chú. Dạ. Ông chú ông cầm mấy cái ly ra cả nhà. Dạ cho con 5 cái ly nha chú. Bây giờ mấy anh em của Vương lại đây là review món phá lấu chấm bánh mì. Vương máu mua mấy ngàn bánh mì. Ủa lộn, mấy ổ bánh mì. Mấy ổ bánh mì để chấm phá lấu. Rồi con cảm ơn chú nha. Cái kèo này ngọc nó ngầu ở đâu ta? Ngầu ngoài đường đúng không? Nó ngầu ngoài đường. Đó cái phá lấu này là đây là cái phá lấu này cả nhà. Còn cái này á gọi là nước chấm. Đó, nước chấm để chấm bánh mì vô phá lấu này ăn là cực kỳ nhức nách luôn cả nhà. Nhức nách luôn. Không, bây giờ cái đây là sắp xếp này cho Ngọc nó ngồi xếp bên anh Quỳnh Kha đi. Hay là Tiến ngồi xếp Quỳnh Kha đi. Đó. Rồi ok, cái này ghế này để bên đây. Đó. Và máy dựng bên kia luôn. Thì nói chung là Vương là vui thôi cả nhà. Thì giờ anh em mình vô review cái món phá lấu này đi. Nãy giờ không thấy cô luôn á cả nhà. 5 người mà sao có 2 lon đi Vương. Ủa 3 lon mà ta. Nãy Vương kêu 3 lon lộn mà đâu đem ra 2 lon. Hả? Hai lon nước. Hai lon nước. Đây đốt cho em Ngọc đó. Đó từ từ em sau ấy. Hả? Một lon nữa. Vương có hay có hai lon Ngọc. Tại vì Vương đang tiết kiệm có giới hạn. Tại vì hiện tại giờ kinh tế hơi khó khăn tí xíu cả nhà. Tại sao mà cái này nó vô phá lấu ta? Cái này Vương cũng không biết. Nhưng mà người ta còn gọi là cái này là phá lấu. À con chào cô. Bây giờ cô rảnh chưa cô? Rảnh. Cho con hỏi một cái một cái mà hồi nãy giờ là Quỳnh anh Kha này, Kha với lại bà chị hai anh chị này là thắc mắc tại sao cái này người ta gọi là phá lấu. Cái này á phá lấu á là của Ba Tàu của Trung Quốc. Của Trung Quốc. Ở Sài Gòn á là đầu heo mình nấu lại nước sữa. Là gọi là phá lấu. Gọi là phá lấu. Nhưng mà mình ở đây á thì mình làm đầu heo. Còn ở thành phố á thì nó làm bằng lòng heo. Nó làm lòng heo. Mình ở đây á thì từ Bình Thuận đổ ra đây thì nó làm bằng đầu heo không. Vậy là cái bí quyết này là cô học từ bên Trung Quốc luôn hay là ở đâu? Ở Bình Thuận. Học Bình Thuận là người ta truyền lại cho cô. Thì là rất là nhà hay mình luôn cả nhà. Nhà mình là gốc gác Bình Thuận. Cô ở Bình Thuận luôn. Gốc gác Bình Thuận thì cùng chung quê với lại chị Linh luôn này. Cô ở ngay chỗ Chợ Gò á. Vậy hả? Cho nên cái người này là của mấy thằng em á, nó đi học á. Rồi nó về nó làm. Nó chỉ cho thằng con trai. Thằng con trai rồi bây giờ con trai truyền lại cho mình. Vậy là quá hay. Cho nên ở Ninh Thuận mình ở đây nè. Ở Phước Chân mình á là dụng ý là cái món này nhiều hơn. Cô tính chừng nào là truyền lại cái món này cho ai chưa cô? Chừng nào cô nghĩ cô nghĩ truyền lại cho thằng con trai ở Maram á. Con trai ở Maram. Con hưởng là chưa có ai truyền thì truyền lại hả? Cho con. Đâu truyền cho con. Mà sợ con không chịu khó thôi. Không, con chịu khó lắm. Cái này con phải chịu khó. Hiện tại giờ nói chung là cái gì là ngon lạ là con chịu khó, con học hỏi lắm. Chịu khó là nhất là mình nạo tai heo á. Hôm đó con là cũng bán hủ tiếu.
Là hủ tiếu gõ dạ, hả? Dạ, hủ tiếu gõ ngò cạo lông heo làm mà nhưng mà mệt luôn, nó... chủ yếu là mấy cái móng đó cô. Gia vị của nó là mình phải làm xả tế của mình chứ không xả mua xả tế ở ngoài chợ được. Chừng nào chuyên lại cứ alo con nghe. Rồi là quế hồi ở miền Bắc á, quế mà đó thuộc dạng là của thuốc Bắc á. Thuốc Bắc. Cái này có cái vị của thuốc Bắc. Chứ con làm ngũ vị hương là con hư bột phơ đường hết. Cũng là một cái bí quyết đó cả nhà. Cái bí quyết thì, nếu mà ước gì sau này cô về hưu thì cô sẽ truyền lại cho Quân biết được chút ít để chia sẻ tới anh em và cả nhà, để quý vị để nấu từ tay, nấu và thưởng thức cái món vị của phá lấu của cô. Phá lấu này ăn lại đậu phộng chiên với lại củ hành ta mình là y bài của nó. Của hành ta này không? Hành ta đó. Bây giờ chị Linh với lại anh Kha review thử đi. Có thử là cái thưởng thức thử là cái món ăn này nó như thế nào. Bánh mì kẹp miếng củ hành kẹp miếng này mình chấm nước. Bây giờ anh gắp cái này cho em nha. Em thử nha. Tại cái này là Vuông đã học đó là lâu năm rồi, Vuông review thử rồi. Nó rất là ngon. Mới dẫn anh Quỳnh Kha và chị đúng Linh Kha. Ăn rau gì anh ơi? Em ăn rau gì anh gấp? Ăn một củ hành đi. Đó. Lại một miếng dưa leo đi. Một cọng rau thơm. Ơi chào các con. Một cọng rau húng lũi, húng đứng. Đó, bằng với em á. Húng lũi, húng đứng đâu. Anh không biết cái đâu. Cái này dạng thọ tay. À, dạng thọ hả? Hôm bữa anh tặng dạng thọ kia, dạng thọ gì? Dạng thọ đó là bông dạng thọ. Dạng thọ này là dạng thọ nó sống. Dạng thọ tây nè cả nhà. Rồi. Có nhiều người ta không biết dạng thọ tây. Cho chị lên cái mic luôn ơi. Rồi em thử coi ha. Em thử coi sao. Đây gài đây luôn. Anh ăn đi. Em thử miếng hơi thử nó sao. Để Kha gấp luôn miếng hơi luôn. Đó. Em đúng. Thử đi em. Nên mời cả nhà một miếng tai heo nha. Chấm miếng nước. Không biết sao như có ai chửi mình ngứa lỗ tai vậy ta. Sao chị? Vừa ăn không em? Cái mùi vị nó như thế nào chị? Vừa ăn không? Ngon anh. Và bây giờ em Ngọc sẽ cho ngồi chung bàn. Cái này mà có miếng nước dừa tươi nữa là ngon. Đây để anh thử miếng nha. Nói chung là ở đây là lần đầu tiên anh ăn phá lấu nên là có gì mà ngon quá, tột tột độ quá, có gì lát nữa nó chạy ra đường mà chọn không lại nha Quân. Ok đây để mình thử chấm miếng món rồi. Không biết tại sao kêu là phá lấu, khi mà nghe cô giải thích thì mới hiểu tại sao nó là phá lấu. Tóm lại khi mình biết là phá lấu thì mình sẽ ăn phá lấu. Ok mời cả nhà ăn miếng hành tây. Ấy là chốt hả? Bảy lắm nha, bảy lắm nha. Sao cái cảm giác của chị Linh như thế nào chị Linh? Ngon mà, ngon. Thiếu nước dừa tươi thôi. Nếu mà chị nấu là chị sẽ cho nước dừa tươi vô cho nó thơm. Thơm mà nó ngọt, nó thơm mà nó ngọt cái vị thấm vô thịt này nữa nè. Ngon các bạn. Em đúng. Nhưng nào như em. Ăn thôi. Đây những cái anh em gương mặt quen thuộc nha cả nhà. Anh em không à. Bây giờ Ngọc thử review thử em. Review thử em. Hành nó hăng quá. Xin tất cả mọi người nha. Sao? Cảm nghĩ học đó giờ em ăn ở đây chưa? Thì đây là lần đầu tiên em ăn ở đây. Nhưng mà cái món này học đó giờ em ăn chưa? Cũng là lần đầu tiên luôn anh. À vậy hả? Nhưng mà theo như là em không có biết về cái món nữa. Nhưng mà theo như cái cảm nhận của em là thấy nó rất là ngon. Ngon hả? Ngon là ok. Tại ở đây ngon thiệt mà cả nhà. Ngon. Cô nấu ngon lắm. Và em Ngọc. Ngon luôn. Với em. Xin chào tất cả mọi người nha. Và mọi người một miếng phá lấu với lại anh em mình nha. Ok. Wow, có miếng rau nữa. Wow. Sao cái cảm nghĩ của em như thế nào? Em sắm nó từng tuổi này là lần đầu tiên đi ăn phá lấu luôn anh ạ. Vậy không? Ghê hả? Thiệt luôn hả? Lần đầu tiên không biết phá lấu là cái gì á. Rồi bây giờ đây là cái phá lấu này á, là mình ăn chấm bánh mì.
là cực kỳ ngon luôn. Đúng rồi, em mời chấm ăn ngon. Cái này thì ở Phan Thiết chị ăn hoài. Ở Phan Thiết thì ăn biết. À, cô cho thêm mấy miếng liêu. Cảm ơn cô nha. Được rồi, con cảm ơn dạ, cô nhiều. Anh vừa ăn không? Dạ, vừa cô. Nấu phải vừa ăn chứ đừng có đem đi đem lại. Dạ. Anh mà ướp trong đó mà anh đem đi đem lại rồi bắt dở rồi anh. Dạ. Cái sông nước á. Dạ. Mà anh đem đi đem lại là anh hỏi là trước sau gì không mặn thì ngọt mà không ngọt thì lạt nhách thôi. Dạ. Ví dụ cái độ lượng của con ha làm 2 ký tay thì bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu sữa. Dạ. Rồi bao nhiêu quế hồi nó có chỉ tiêu lượng rồi. Nếu con muốn làm á, tao chỉ cho cái bí quyết đó, tao già tao sắp sửa về hưu à. Yeah. Ví dụ 2 ký tay heo thì con làm á một muỗng canh đường, một muỗng canh bột ngọt, chừng một xíu muỗng cà phê á là muối thôi. Rồi á là con sữa tư á, sữa em bé uống á, con bỏ nửa gói. Rồi chừng cái muỗng cà phê á con múc nửa muỗng quế hồi. Quế hồi mà con phải rang nha. Con bỏ lên cái chảo con rang đi. Rồi con mới đem ra con giã cho nó thơm, nghiền nát ra bắt đầu con rắc lên. Rồi con bỏ cái xả tế mà mình tự làm á, chứ đừng có mua. Mua là quế hồi nó hư, cái xả tế nó hư liền. Xả tế con làm á là tỏi nè, con xay đi. Rồi cái ớt bột á, rồi con bỏ vô, đổ dầu vô, bắt đầu lên con xào. Con muối, đường bột ngọt trong đó hết, con xào cái cho nó khô thì khô, rồi con dít một cục bỏ vô. Rồi nó tẩm vô luôn. Cô cho con hỏi một cái câu tí xíu nha. Nếu mà cô chế biến ra một cái sản phẩm là phá lấu này, là trong vòng bao lâu cô làm ra được cái món này? 20 phút. 20 phút là cô nấu chín luôn không? Nấu chín luôn. Mà anh đổ vừa vừa nước thôi nha, đừng có đổ nhiều. Thí dụ ha, 2 ký tay heo tới đây, thì con cho cái lượng chút xíu nước, một chút xíu chừng lõi. Từng cái ca mũ mình thôi, một ca thôi, sắp của thịt heo thôi. Chứ con đừng đổ nhiều, con đổ nhiều á, bắt đầu nó sôi bùng lên á ha, nó mềm như tay heo, không ngon. Ăn phải sực sực như vậy mới ngon. Còn cái nước này là nước ở đâu ra cô? Của nó ra. À, của nó ra luôn. Của nó ra. À, là mình lấy nước của nó là chấm lại. Chấm lại bánh mì. Wow. À, thì nếu mà cả nhà mà thích Vuông quay được những cái cảnh mà cô cho con quay không? Cho con quay bí quyết của cô luôn á, được không? Được luôn hả? Nếu mà cả nhà hãy comment và like và chia sẻ rộng rãi cái video này, Vuông có thể là Vuông quay cái bí quyết của cô và chia sẻ đến cho tất cả mọi người và cả nhà đều này biết được cái món này. Nếu mà mày bình thuận thì mày ăn món này rất được. Ừ. Con bình thuận là bình thuận mình chuyên nghiệp ngay chỗ ga xe lửa là con có thể là con tới đây con học mọi nơi mọi lúc đúng không cô? Được không, đúng không cô? Dạ rồi, nếu mà cả nhà hãy ủng hộ cho Vuông cái video này, nếu mà Vuông tuyên bố là trên tới đây Vuông học cái món này và cho cả nhà đều biết được cái món này nó ngon như thế nào và cả nhà có thể là làm ăn thử và ăn thiệt luôn. À, cái món này rất là ngon. Dạ. Phan Thiết là cái món này chuyên nghiệp của Phan Thiết nè. Dạ đúng rồi. Con biết không? Ngay chỗ ga xe lửa ngay chỗ cái thằng hiện đội ngó giáp mặt qua tỉnh đội á, tỉnh đội mình ngó mặt qua. Đó, con tới đó là con biết. Con đi từ khúc đó lên là chỗ nào nó cũng đợi tủ phá lâu heo, phá lâu heo. Ở trên chỗ con cũng có là Phú Long á. À Phú Long á. Phú Long là chiều nó bán nhiều lắm. Cái đó là heo quay. Không, phá lâu. Phá lâu hả? Ở Phú Long hả? Chỗ ngã tư Hằng Thắng cũng có. Đó, thì cô đã nói là cô có thể là nhận đồ đệ, có thể là nhận Vuông được ở cả nhà. Bây giờ thôi mấy anh em vào cái việc ăn thôi nào. Thử đây. Cái món này là rất là ngon luôn á cả nhà. Đây, giờ Vuông xin mời cả nhà nha. Bây giờ mình chấm này, cái nước chấm này nó nhiễu này, đã không cả nhà? Rồi Vuông xin mời cả nhà nha. Gọi là một cái từ gọi là quá tuyệt vời, là đến cứ quá tuyệt vời luôn cả nhà. Cái ở đây là Vuông ăn ở đây rất là nhiều, toàn là mua về mà để ăn. Rồi Vuông xin mời cả nhà thêm lần cái tai heo nè. Có gân luôn nè. Vuông xin mời cả nhà nha.
cái gân mà nó cắn sực sực mà nó mềm nha, cái cảm giác nó mềm không phải là như là những cái phá lấu ở khác nha. À, có thể mà người già mà còn răng á cũng có thể ăn được luôn cả nhà. Nó rất là mềm và cái sực sực của nó giòn, nó đã đúng không ha? Quá ngon. Bây giờ để Vuông dẫn máy cho anh em mình thưởng thức nha cả nhà nha. Cả nhà hãy để lại cho Vuông một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ. Và nếu mà cái video của Vuông lên mấy chục ngàn đó thì Vuông sẽ học cái nghề này và cho cả chia sẻ đến tận cả nhà đều biết cái món ăn này luôn. Và cô đã hứa là có thể là dạy Vuông mọi nơi mọi lúc, lúc nào cũng được cả nhà. Rồi, chủ yếu là do cả nhà có thích hay không, Vuông sẽ học. Vuông nói Vuông học là Vuông học, còn Vuông có nói không học là Vuông không học. Ý như Vuông làm là làm, không làm là không làm. Đó, ý như là Vuông đi ăn lề đường giúp đỡ mọi người thì Vuông sẽ giúp đỡ mọi người. À, thì bây giờ ăn thôi nào, đi. Bây giờ Vuông chỉ vào việc là ăn để cho thưởng thức cho cả nhà cùng vui nha. Không, cái phá lấu này là cô ở đây cũng bán là rất là nổi tiếng. Mình đặt cái từ hào mà đâu lúc cô mở cửa ra mà cô ngồi cô chờ. À, cảm ơn cô. Tôi cũng cảm ơn cô nhiều. Hai cái muỗng. Giờ con à. Wow. Này kẹp vô bánh mì với là rau ăn này cả nhà này. Cái này mình chấm cũng được này cả nhà, nước chấm của nó ăn là nguyên luôn đó cả nhà. Đi dạo đâu mà mua bánh mì cũng được hết chứ. Dạ, quăng ở tới đây cô. Rồi, con cảm ơn cô nha. Nó chủ yếu là củ hành là kẹp. Dạ, dạ. Kẹp vô bánh tráng củ hành. Mời cả nhà nha. Gọi là khá là ngon luôn cả nhà. Ăn với rau dặn thọ nè. Nhắc chị Linh mày nhớ là chị Linh này đã nấu quất anh Kha mày nữa bây giờ. Bữa tròn anh Kha mày đó đúng, anh Kha mày tròn chị Linh mày. Nhưng mà trong đó là cái tác phẩm thiết kế của anh Vuông. Anh Vuông cũng có góp phần trong đó nữa. Là cái ý tưởng cho nó là của anh Vuông hả? À, của nó. Chị Linh đừng có quýnh em nha. Không nhận cái thấu đó nó ngọt ngọt ha. Ừ, đúng rồi đúng không? Cái mình ăn rồi mới biết tại sao nó ngọt vô có chữa. Người ta đang giận hờn vô vơ cả nhà. Thôi kệ, mình ăn tiếp nha cả nhà. Sao vậy? Sao cần ý? Làm tiếng gì vậy cả nhà? Không cho đâu cả nhà. Quay mà nó tiếng cái rập ở chỗ lưng đó. Nó quá đỡ không đứng ở chỗ cánh. Tao tiếng gì vậy cả nhà? Không sao đâu. Cái nước mắm này người ta làm ngon ha. Ngon nước này mình. Này Vuông xin mời cả nhà nha. Ngon nhất nước chấm ấy các bạn. Kẹp miếng ớt ăn nữa anh à, ngon cả. Ớt ở con bà bảy. Bắp phê. Học đó. Không là một tiếng ăn quán này á, nó bắt đầu nó ăn rồi. Đó mà Vuông mà kẹt kẹt mà không có gì ăn cơm á, Vuông mua này với bánh mì cứ ăn là qua đêm. Cái này vừa rẻ mà vừa ngon nữa cả nhà. Để anh em mình uống miếng cà phê đen đi. Miếng cà phê. Cà phê đen. Yeah. Ly cà phê không được. Yeah. Rồi Vuông xin mời cả nhà luôn nha. Cả nhà nha. Uống mà bệnh bụng lại gì vậy cả nhà? Cả nhà có con Vuông là ăn uống no nê à?
nó rất là ngon luôn cả nhà. Quá ngon quá. Cứ ăn tự nhiên nha em. Dạ. Chỗ này sao? Ủa, anh Tuấn quay lên đây, chủ dạ. Bán rồi, bán tốt rồi. Rồi, em mời anh, dạ. À, hôm nay là Vương Vương gặp được người quen á, cả nhà. Không biết là anh có vô được cái khung hình hay không nữa, em không biết được nữa. Có bà cô đây, bà nấu ăn ngon quá trời luôn. Dạ, em ăn ở đây là cũng mấy năm rồi. Dạ rồi, anh nhậu với bạn hả? Dạ, dạ. Mình gặp người quen ở Bình Quý luôn cả nhà. Gần nhà hả? Ờ, gần nhà. Biết lên bên này ăn luôn. Ừ. Tại ở đây rất là ngon, rất là nổi tiếng luôn. Đó. Là cái bí quyết đó nó là ngon hay không. Nhưng mà Vuông nói nha, cái này cô chỉ mở trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi, sạch nồi, không còn luôn. Mấy bữa giờ là Vuông hẹn hoài luôn á. Nhưng mà bữa hôm nay là cô mới vừa mở cửa ra là Vuông bay vô, Quân đặt trước liền. Hoa lấu nè. Ừ, đặt hoa lấu mới có hoa lấu ăn đó. Mấy bữa giờ là hẹn hoài không có hoa lấu ăn. Ừ. Đặt trước, đưa tiền trước luôn. Đó. Nó rất là ngon luôn cả nhà. Cô cho vô liên tục luôn cũng được. Wow. Sao đâu, rỉ mà. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô nha. Đi mình để rời. Dạ. Cô ở đây cô bán cô rất là vui tính luôn ha. Ừ. Ừ. Cô vui tính lắm. Mấy bạn coi cho nhiều vô để anh Vương đi học nghề về nấu cho team mình ăn mấy bạn. Đúng rồi. Không biết anh Vương nấu phá lấu ra trông như thế nào ta. Sỉ ngon và tuyệt vời. Em học được cái những cái mắm của anh Vương chưa? Mày ăn gà chiên mắm của anh Vương mình chưa? Chưa. Anh Vương nhúng gà vô mắm rồi anh Vương chiên cho mày ăn. Riêng kha là kha sữa rồi các bạn. Không, cái là lúc đó là lần đầu tiên làm ẩm thực ở cả nhà. Họ nó biết chuyện không? Biết chứ. Biết với lại, mình. Với lại mà mình quên cái bí quyết đi. Lấy mắm đổ vô nửa chảo vậy bắt đầu không cần dầu đâu. Lấy gà bỏ vô chiên. Gà ngâm mắm á. Đó là gà ngâm mắm. Lâu lâu quên cái cả nhà. Chiên nước mắm nha. Gà ngâm mắm. À. Như thường thường là gà chiên nước mắm người ta hay lấy cánh không ta? Đúng rồi, thường thường cho chiên cánh thôi mà. Cánh gà chiên nước mắm. Cái kia lấy đùi lắm. Dạ. Bữa nào anh Vương làm gà lẩu gà ấy. Đúng rồi, bữa nào Vương nấu lẩu gà ấy, lẩu gà lẩu giang. Đúng rồi. Tâm cái lĩnh vực của em á là em review những cái quán lề đường. Em không có ẩm thực ở nhà nữa. Ở ẩm thực ở nhà đúng không? À, là ví dụ là à, mấy anh em như là mấy anh em mình như bây giờ này là lâu lâu Vương nấu được Vương mời mình qua nhà Vương rồi Vương nấu lẩu không ăn. Chừng nào mà em học được cái nếu mà cả nhà thương Vương hãy chia sẻ giúp Vương được mấy chục ngàn người xem Vương sẽ học cái nghề phá lấu này luôn. Vương nói thiệt, Vương nói là Vương làm luôn á. Cái phá lấu này rất là ngon. Nhưng mà mình học cái này là mình phải tốn cái thời gian. Cái nấu á thì nó rất là đơn giản. Cái chế biến á, cái gia vị và đúng cái số lượng. Hôm đó Vương cũng làm hủ tiếu, Vương cũng biết cái số lượng nước này, gia vị này, và những cái số lượng thịt và xương nó như thế nào nó mới ok, nó mới ngon được. Còn mình chỉ trên lời một tí xíu thôi là nó sẽ một là mặn, hai là lạt đó. Và nó rất là nhiều thứ mà để gọi là ăn rất là dở. Đây, vô anh em. Ừ, vô. Rồi, vô. Xin mời cả nhà luôn nha. Wow. Đã quá cả nhà. Nó rất là đã luôn. Cứ ăn tự nhiên nha, còn nhiều lắm á. Cái này là người ta gọi là phá lấu đúng không anh? Đúng rồi, phá lấu. Đừng nói nãy giờ anh nói em không biết tên nó luôn nha. Dạ em nghe em nhớ anh. À, phá lấu. Ví dụ anh nói với em này, nếu mà em không nhớ cái món này á, em vô cái kênh Vương Phạm TV. Đó là kênh của anh á. Là con cái phá lấu. Là
Nói chung là em nó cũng đăng ký trước rồi cả nhà. Cả nhà thông tin mấy anh em Vương hãy đăng ký và comment và like và chia sẻ giúp Vương để Vương có một cái động lực Vương ra nhiều cái video nữa. Đúng không Kha? Đúng. Cái lấu này là có gan đó anh ha. Nó có đủ thứ luôn. Người ta lấy hết bộ lòng. Bộ lòng heo á. Ở ngoài đó ra. Nước mắm hả anh? Lọc ra người ta đặt hết. Chấm mắm hả anh? Chờ trường rồi đó anh. Khuyến khích mọi người nếu mà muốn đi ăn món khoai lấu này là mọi người phải để cho bụng đói. Mọi người ăn mới cảm nhận được. Đúng rồi. Ừ. Ăn đo đấy em ăn đang ăn miếng đậu bọn nó kêu khuyến khích mọi người mất hôn nó bọn rớt luôn không rớt nửa hộp à rớt nửa hộp hứng hứng lại liền để tay hứng lại không phản cảm mày đâu giật mình mới tính vô vô phản cảm lắm gọi là món ăn quá tuyệt vời. Anh ngờ giờ này mất mấy cái xe này. Giờ mà anh thấy cái bẻ, tự nhiên thấy cái đầu chú đồ lên luôn. Bẻ gì đâu. Thôi giật mình luôn. Một hiện tượng lạ. Tưởng tâm linh hả? Mình luôn à. Em thấy mấy Ngọc. À, được rồi anh ngồi. Thảo huynh đệ. Thảo đúng không? Ăn. Thảo cung phu. Yeah. Và Quân sẽ đi tìm hiểu nhiều chỗ nữa. Và những cái bí ẩn và ngon và lạ và hay nữa. Bây giờ mà cả nhà mà ai mà thích Quân đi ăn ở đâu trong tỉnh Ninh Thuận Vương hay comment và bình luận để Vương có biết chỗ nào ngon ngon á và là Vương tới đó Vương ăn thử và Vương review thử nha cả nhà nha. Và Vương chỉ ăn ngay chỗ bình dân thôi, chỗ lề đường thôi, có thể năm sáu nhà hàng năm sáu chứ biến à thôi nghĩ vậy thôi. Nói chung là Vương chỉ review bình dân ở lề đường, Vương không có gọi là ăn cao sang tại vì Vương không đủ khả năng đó. Vương để ăn và Vương chỉ giúp đỡ là những người nghèo khó khăn là bán lề đường giống như cô chú ở đây là Vương chỉ giúp đỡ như vậy thôi. Thì mình không có công thì mình giúp sức đó. Giúp sức được lúc nào như lúc nấy giống như là anh Quỳnh Kha vậy, giúp những người nghèo khó khăn, những người già neo đơn đó. Và những cái gọi là đủ người nghèo khổ lắm cả nhà. Nhưng mà nãy giờ Vương nói thiệt, nó có dĩa 50 và dĩa 70, dĩa này là dĩa 70 này mà năm anh em luôn ăn no luôn cả nhà. Bây giờ vẫn còn cả làng luôn này em Ngọc đó, bây giờ còn cả làng luôn này cả nhà, đúng không? À, thì còn quá là nhiều. Ủa Kha không ăn nữa à? No luôn. No luôn hả? Chị Linh ăn đi chị Linh. No luôn. Ăn đi, nói chung là cuộc sống của mình á là không nên phí phạm đồ ăn. Mình phải ăn cho nó hết, đúng không? Để cho nó ok hơn. Sao quay sát dữ em? Nói chung kinh tối á, nó hơi xấu. 70 ngàn con mà rẻ. Đúng rồi, 70 ngàn. Mà cái bánh mì ở đây là cái bánh mì là Vuông mua tem tới nha cả nhà nha, chỉ có 10 ngàn thôi, 9 ổ. Đó. Ủa? Tại vì 10 ngàn 9 ổ là bà chị bà cho thêm. Đó, bà nói mày đưa tao 10 ngàn đi, tao còn 9 ổ tao đưa về luôn này. Đó, thì bà chị nó đưa thêm. Đó, bà cho thêm. Nói chung là đây là đồ cho mà cả nhà. Rồi ăn đi. Ơi, Vân xin mời cả nhà nha. Đây này. Ăn đi, ăn đi Kha. Giúp Vương ăn đi.
Này, Vương xin mời cả nhà này. Đã không? Ngon, phải ăn cho hết chứ mình để người ta nói dở. Với lại nó phí phạm đồ ăn, tại vì anh em ai cũng no hết cả nhà. Hả? Gì này? Ủa mì mà không khác tại vô ghê trời. Không, mình chan mắm. Mình chan mắm giống như ổ mì thịt vậy á. Xong rồi mình nhét này vô. Bánh mì ta lấy dao tao xỉu con lấy hả? Để đọc giọt giọt vô ghê vậy. Tại vì mình không có dao á. Chấm nhức dương chỉ hết rồi. Ngon hết luôn Quân. Hết luôn Quân. Ăn đi em. Hết luôn, ăn nữa. Đi chà, còn sống. Ngon lắm cả nhà. Mặn đúng Quân. No rồi. Ăn chị Linh. Không, chị ăn đi. Em đang giảm, em đang giảm cân á. Đây này, nước này, nước mắm này, nó đã mà nó ghiền luôn á cả nhà. Cô cho nãy giờ là tổng cộng 3 chén mắm đúng không? Mà chấm mì bánh mì ăn là ghiền luôn cả nhà. Rồi Vương xin mời cả nhà nha. Một cái cảm giác mà mình được ăn nó rất là ngon. Ngon lắm. Không như vừa thôi em, đừng nói thấm to nó bể hình á, bể nét á. Nó bể nét á là cô chú coi là hơi khó chịu tí xíu. Là nó không có được đẹp và coi nó đau đầu chóng mặt. Thì có gì những cái video thì cô chú cũng thông cảm cho Vương nha. Ai chị còn mấy miếng chịu quá luôn ấy. Sao đồ ăn. Đó. Để ăn. Ăn cả cái sạch đó. Còn mấy miếng ngon không? Nói là người ta gọi là ăn càng quá sạch á. Rất là ngon. Rồi còn sẽ uống miếng Coca nữa nha. Xin mời cả nhà nha. Ráng ăn cái này chứ để mình quên nó. Lần sau nó còn dắt mình đi tiếp chứ không rồi. Thí phạm không dắt đi á. Hôm bữa, cái ngày hôm bữa mà Vương ăn bún á, lúc đó mà về mà nằm thở luôn á. Giống như là một cái dạng dịp bị phát ách á, nó no quá. Tại mình thấy mình bỏ nó gọi là phí phạm của trời hả? Thì mình nên là ráng cố gắng mình ăn bao nhiêu kêu bấy nhiêu là cho nó khỏi phí phạm. Đó, còn miếng thịt này chị Lính u chị không ăn không? Em ăn luôn nha. Ngon lắm cả nhà. Thì bây giờ thôi chị ăn đi, chị thích ăn hầu không chị ăn đi. Bây giờ cái video của Vuôn thì cũng đã ăn xong rồi cả nhà. Thì cái dĩa này thì 70.000 thì Vuông đã tính tiền rồi đó. Bây giờ thì Vuông sẽ vô tính 3 lon nước nữa là ok. Giờ thôi bây giờ Vuông xin tạm dừng video. Nhưng mà trước khi Vuông tạm dừng video, cả nhà hãy để ý, hãy cho Vuông một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ để Vuông có một cái động lực Vuông đi ăn nhiều hơn nữa, và Vuông có thể là Vuông đi tập gym nhiều hơn nữa, là để cho nó có một cái dáng cho nó hơi ok tí xíu. Bây giờ càng ăn thì càng mập quá rồi cả nhà. Giờ anh em của Vương xin bye bye, bye, bye.